Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh hướng dẫn vẽ tranh của Miss Ánh. Hôm nay Miss Ánh sẽ hướng dẫn các bạn một bé mèo xinh xắn, dễ thương. Đây là thành phẩm bé mèo. Với cái đoạn clip ngắn thì có thể là Miss Ánh phải tua những cái khúc nào mà tỉa lông hơi cầu kỳ một tí. Phần còn lại các bạn cứ làm từ từ theo thì sẽ được một bé cũng gần gần như thế này nhé. Đầu tiên, bé mèo này sẽ nằm ở giữa tranh, thì cho phép các bạn cứ dùng một vật để các bạn can kê tạo thành một cái gương mặt tròn cho bạn mèo. Và nhớ là khi chúng ta vẽ phác thảo, chúng ta vẽ rất là nhạt để khi mà lên màu á, chúng ta sẽ không có bị lộ cái đường chì ra. Đấy, để lợt thôi các bạn. Rồi, sau đó chúng ta có cái trục dọc và trục ngang chia cái đường tròn này ra làm 4. Chắc có lẽ mấy anh sẽ làm rộng hơn một tí cho các bạn xem. Tới khi chúng ta mà vẽ màu thì chúng ta phải bôi hết cái đường này nha mấy bạn. Đây, chúng ta có hai cái trục. Các bạn được phép dùng thước để gạch nha. Ở chính giữa này chúng ta sẽ có hình tam giác để làm mũi này. Thì lỗ mũi bé mèo các bạn đẩy hình tam giác xong, các bạn chỉnh lại cho nó hơi tròn cắm chút xíu cho dễ thương. Rồi, tạo miệng, gạch xuống một đoạn ngắn. Miệng rộng tới khoảng này ha các bạn nha. Canh hai bên cho đều này. Rồi, khoảng này này. Rồi, chúng ta bẻ cong qua. Đấy. Sau đó là hai con mắt to tròn dễ thương. Các bạn giống hai đường thẳng ngay sống mũi dọc lên. Con mắt sẽ, Miss Ánh muốn con mắt to hơn cái mũi cho nên cái chiều của con mắt sẽ to. Các bạn gạch thêm một đường gạch ở trên để tạo cái khuôn này. Đây là đường thứ nhất của chúng ta, con mắt nó ngang đây nha. Đây là đường giới hạn cao nhất của con mắt này. Rồi đóng cho được hai cái hình vuông nhé. Rồi, mắt sẽ nằm ngay hai cái hình vuông này. Các bạn cứ bo hình vuông là thành hình tròn, hoặc các bạn dùng đồ để can kê con mắt tròn cũng được. Ví dụ chúng ta chấm điểm ở giữa cạnh rồi thì chúng ta bo tròn. Đây, bo tròn từ từ. Thì chúng ta sẽ hô biến hình vuông thành hình tròn. Rồi con bên đây cũng vậy. Đấy, các bạn cũng bo tròn. Và các bạn có thể dùng thước để canh kê thước nào mà có hình tròn sẵn. Các bạn đặt vào để canh kê làm hình hai con mắt. Sau khi có vòng tròn mắt ngoài rồi, các bạn vẽ thêm một đường tròn mắt trong bằng cách là con ngươi ấy các bạn. Các bạn cũng đặt những chấm ngay vị trí mà giống như bên ngoài thế này. Chừa một khoảng bằng nhau này ha, từ đây qua đây, từ đây qua đây bằng nhau. Thì chúng ta bo tròn lại theo. Nó cũng sẽ tròn theo cái đường tròn ngoài. Nếu đường tròn ngoài tròn là đường tròn trong sẽ tròn. Rồi các bạn cứ từ từ các bạn bo lại nó sẽ tròn. Rồi sau đó để tạo độ nhấn cho con mèo dễ thương thì các bạn sẽ cho nó có hai cái khóe mắt nhỏ. Ở đây chúng ta sẽ từ chính giữa con mắt chúng ta gạch nhẹ xuống. Từ bên ngoài chúng ta gạch nhẹ lên. Ở đây chúng ta có khóe mắt thứ nhất. Bên đây cũng vậy, gạch xuống này, rồi gạch nhẹ lên này. Chúng ta có khóe mắt thứ hai này. Rồi đuôi mắt cũng vậy. Đuôi mắt thì chúng ta sẽ cho cái đuôi mắt nó ngay khoảng đằng sau của cái ở giữa con mắt như thế này. Thì ở đây chúng ta sẽ gạch nhẹ xuống một chút. Bên đây gạch nhẹ qua. Ở đây chúng ta gạch nhẹ xuống một chút, lòi ra một tí ha. Rồi chúng ta gạch nhẹ vô. Rồi chúng ta tạo độ long lanh cho cái con mắt trong này của mình bằng cách vẽ một hình tròn thứ nhất bên góc phải. Tương tự con mắt bên trái cũng làm tương tự hình tròn thứ nhất bên góc này. Sẽ làm một cái hình tròn nhỏ hơn ở bên dưới. Đấy. Rồi
Bây giờ các bạn sẽ chấm một vài cái lỗ chân lông mà tạo thành chỗ có mọc râu ấy, mấy cọng lông râu của con mèo ấy trên cái chỗ mũi của nó này, miệng nó này. Sau đó chúng ta tỉa nhỏ ra này. Chúng ta đi cọ cái đi viết thoải mái về bên cái tay thuận của mình ha. Hất 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 ra. Ngược lại chúng ta hất ngược lại bên trái này. Hất ngược lại này. Thoải mái tí này. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xong cái mặt sơ bộ, chúng ta sẽ có cái lỗ tai như thế này. Chúng ta giống hai đường thẳng từ hai bên đường tròn đầu tiên của chúng ta này. Đây là cái mặt này các bạn thấy chưa? Đấy, giống đường thẳng, chúng ta dùng thước chúng ta giống lên cũng được. Lỗ tai cao hơn cái phần đầu một tí thôi, cao hơn một tí. Cho nên cái giống sẽ cho nó cao hơn một tí cỡ này. Cũng dùng thước gạch một đường qua các bạn ha. Đấy, xong rồi. Điểm nhọn của lỗ tai các bạn có thể ngay khoảng giữa của con mắt này. Đây là điểm nhọn của nó cũng được này. Đấy, mắt đẩy lên, đúng đường thẳng của mắt đẩy lên này. Thì nó sẽ đều, nếu bạn căng như vậy thì nó sẽ đều. Rồi, giữa đỉnh đầu, cách ra một khúc. Giữa đỉnh đầu, cách ra một khúc. Rồi, lỗ tai mình sẽ bắt xuống tới dưới này luôn nha mấy bạn. Chúng ta có 1, 2, 1, 2. Đây, lỗ tai này nó hơi nhỏ. Các bạn thích nhỏ nhỏ thì vẽ nhỏ nhỏ thế này. Thích to thì cái đường này nó sẽ rộng lên trên này. Đó là tùy các bạn nhé. Rồi sau đó nhiệm vụ các bạn là bôi đi những cái đường này đi, chúng ta không còn xài nữa rồi. Cho nên khi vẽ nháp chúng ta vẽ nhạt thôi mấy bạn. Để khi bôi nó sẽ không có bị dính quá này, nó bôi không ra uổng đấy. Rồi nhạt nhạt như vậy thôi này. Đấy. Bôi luôn cả đường giống của mũi mắt này các bạn nha. Đấy, bôi luôn. Bôi này, đây. Trong lỗ mũi này, miệng này. Mặt này, đấy. Rồi. Sau đó chúng ta có cái mình của con mèo nha. À, mèo nó hơi, con mèo này nó hơi to to, tròn tròn dễ thương cho nên mình sẽ bắt nó gần như cái mình nó từ khoảng này của cái mặt luôn nha các bạn. Đấy, đừng có vẽ túi dưới này thì cái cổ nó nhỏ này. Chúng ta bắt cao cao lên hai bên cho bằng nhau. Thì chúng ta sẽ ra cái mình tròn này. Từ đây nha. Chúng ta xuống tới dưới này luôn, tạo thành cái mình mập này. Rồi, gạt xuống. Gạt xuống. Đấy. Rồi, cái tay nó phía trước chúng ta gạt hai đường nhỏ nhỏ. Miễn làm sao hai bên này nó bằng nhau. Đấy, hai đoạn bên đây nó bằng nhau là được này. Lỗ tai bạn nào thích nó hơi tròn hơn thì các bạn mo chỉnh cho nó hơi tròn hơn là tùy chúng ta nha. Còn bạn nào thích lỗ tai nhọn ấy thì cứ cho nó nhọn cũng được. Ai thích lỗ tai tròn thì hơi bo chút xíu cho nó tròn tròn lại. Đấy. Rồi, ví dụ mấy anh thích con mèo này nó đeo nơ ấy. Mấy anh sẽ vẽ thêm một đường cong bên dưới cái cổ này. Ở đây sẽ có cái nơ nha, vẽ hình tròn này. Rồi chúng ta vẽ hai khoanh tròn thứ nhất. Rồi vẽ thêm một đường tròn thứ hai. Hai cộng dây nơ. Bạn nào thích đeo lục lạc hay là đeo cái bảng tên của con mèo thì các bạn cũng vẽ đường cong này xong rồi các bạn vẽ một đường tròn và ghi tên của con mèo vào đây là khá ổn nha. Bây giờ trước khi lên màu, nhiệm vụ các bạn là bôi sạch những cái đường nét mình phát thảo, mình đóng khung phơ cái khung nãy giờ ấy. Mình bôi cho sạch đã để mình lên màu nó không bị vướng vướng nha. Bôi lật lật lại. Rồi, đấy là xong bước phác thảo. Bài giảng này Miss Ánh sẽ ghi thành hai phần.
Phần này là đầu tiên, còn một phần thứ hai là lên màu hết các bạn ha. Các bạn sẽ coi hai video clip, sẽ có xong hết một bài nha. Hẹn các bạn ở video clip tiếp theo.